Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia Bulog đã gửi thông báo mời thầu cung cấp gạo với số lượng lên đến 543.000 tấn. Và theo những thông tin ban đầu mà chúng tôi nhận được là sản phẩm mà Indonesia muốn nhập là gạo trắng hạt dài 5% tấm, cũng là một thế mạnh của Việt Nam. Các thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam bao gồm Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Ghana và bờ biển Nga. Tính đến ngày 26 tháng 11, Indonesia đã nhập khẩu tổng cộng 3,3 triệu tấn gạo trong hạn ngạch nhập khẩu 3,8 triệu tấn trong năm. Lượng gạo nhập khẩu trong năm 2024 tiếp tục ở mức cao, theo kế hoạch hạn mức ít nhất 2 triệu tấn. Theo các doanh nghiệp Việt Nam, việc Indonesia công bố mở thầu thời điểm này, nó sẽ kéo theo giá gạo biến động do nguồn cung vẫn đang thiếu hụt. Ấn Độ tiếp tục hạn chế xuất khẩu gạo trắng thông dụng đến hết năm 2024 và Việt Nam vẫn chưa vào vụ thu hoạch mới. Chính vì vậy, giá gạo toàn cầu có thể sẽ tăng trở lại vào tuần sau. Thưa quý vị, giá gạo xuất khẩu đang chững lại sau phiên điều chỉnh tăng lên mức 663 đô la Mỹ một tấn đối với gạo 5% tấm và 648 đô la Mỹ một tấn đối với gạo 25% tấm. Trong nước, thị trường lúa gạo ngày hôm nay biến động trái chiều khi mà giá lúa liên tục tăng thêm 200 đến 300 đồng một kg, trong khi giá gạo tăng giảm tùy vùng và tùy loại, biến động từ 50 đến 100 đồng một kg. Thị trường có dấu hiệu giao dịch chậm. Tại tỉnh An Giang, giá lúa Đài Thơm 8 tăng 200 đến 300 đồng một kg, lên mức 9.400 đến 9.700 đồng một kg. OM5451 tăng 100 đồng đến 200 đồng một kg, lên mức 9.400 đến 9.500 đồng một kg. OM18 tăng 200 đồng một kg, lên mức 9.500 đồng đến 9.700 đồng một kg. Các loại lúa nàng hoa chín, lúa IR504, lúa OM380 duy trì ổn định ở mức 8.800 đến 9.400 đồng một kg. Nếp An Giang, Long An khô cùng ở mức 9.400 đến 9.800 đồng một kg. Trong khi đó, giá lúa nếp Long An tươi tăng 200 đồng một kg lên mức 7.800 đến 8.000 đồng một kg. Với mặt hàng gạo, tại Đồng Tháp, giá gạo nguyên liệu IR504 Việt OM380 cùng tăng 100 đồng một kg lên mức 12.600 đến 12.900 đồng một kg. Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 OM18 tăng 50 đồng một kg lên mức 13.800 đến 13.850 đồng một kg. Gạo OM5451 tăng lên mức 13.400 đến 13.450 đồng một kg. Do thời tiết bất lợi, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2023-2024 dự kiến giảm so với niên vụ trước. Hiện thì giá cà phê đang ở mốc 59.500 cho đến 60.400 đồng một kg. Giá cà phê thấp nhất trong ngày ghi nhận tại Lâm Đồng ở mức là 59.500 đồng một kg. Các tỉnh còn lại như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk dao động quanh ngưỡng là 60.200 đồng đến 60.400 đồng một kg. Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cho biết là Việt Nam cà phê đang bước vào niên vụ mới 2023-2024 và đã thu hoạch được khoảng 50% sản lượng. Do thời tiết bất lợi, sản lượng cà phê niên vụ 2023-2024 dự kiến giảm so với niên vụ trước. Năng suất cà phê tăng ở Lâm Đồng nhưng giảm ở nhiều tỉnh khác như Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông. Sản lượng xuất khẩu cà phê dự kiến giảm, đặc biệt là sau Tết Nguyên đán. Vào tháng 2 năm 2024, dự kiến giá cà phê sẽ tiếp tục tăng đến tháng 4 năm 2024 do người dân sẽ hạn chế bán ra. Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam vừa công bố tháng 11 năm 2023, Việt Nam xuất khẩu được hơn 20.200 tấn hồ tiêu các loại. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 78 triệu đô la Mỹ. Hiện còn khoảng gần 2 tháng nữa mới đến vụ thu hoạch mới. Dự báo là giá hồ tiêu trong nước có thể sẽ tiếp tục tăng. Hôm nay đã là ngày thứ tư liên tiếp hồ tiêu nội địa tăng giá, mức tăng từ 500 đồng một kg lên 73.500 đến 76.500 đồng một kg. Tại Đồng Nai, Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 73.500 đến 74.000 đồng một kg, nhỉnh hơn một giá là Đắk Lắk, Đắk Nông cùng mức là 75.000 đồng một kg, kế đến là Bà Rịa, Vũng Tàu với mức 76.000 đồng một kg và Bình Phước là 76.500 đồng một kg. Đây cũng là mức giá cao nhất trong các vùng được khảo sát. Khoảng một tháng trở lại đây, Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều điểm bán bưởi da xanh đổ đống với giá chỉ từ 10.000 đến 20.000 đồng một kg, hoặc bán theo combo 3 trái 50.000 đồng hoặc 100.000 đồng. Đây là mức giá khá rẻ so với bình thường, bởi bưởi da xanh thường có giá 30.000 đồng một kg trở lên. Tại siêu thị, bưởi da xanh Bến Tre cũng đang có chương trình giảm giá từ 45.000 đồng một kg xuống còn 38.000 đồng một kg. Những năm gần đây, diện tích trồng bưởi tăng nhanh nên sản lượng tăng lên rất nhiều, giá bưởi không được tốt như trước.
Sau khi được đưa vào thành phố Hồ Chí Minh chiếu xạ, những quả bưởi diễn đầu tiên dự kiến sẽ có mặt trên kệ hàng siêu thị Hoa Kỳ sau 35 ngày, gần với thời điểm kiều bào đón Tết Nguyên đán. Hiện thì cây bưởi đang trở thành một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Hòa Bình, trong đó diện tích bưởi diễn năm 2023 đạt trên 3.200 ha. Những vùng trồng bưởi diễn tập trung nhất ở Yên Thủy, Lương Sơn, Kim Bôi. Thời gian qua, các cơ quan chuyên môn của tỉnh và các địa phương đã có nhiều những hoạt động thiết thực để hỗ trợ cơ sở và người trồng bưởi, như mở rộng vùng trồng được cấp mã số, thường xuyên giám sát về an toàn thực phẩm và đối tượng kiểm dịch thực vật, tăng cường tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ vật tư thiết yếu cho sản xuất, hỗ trợ chứng nhận Việt Gap, Global Gap. Nhờ đó mà mẫu mã, chất lượng bưởi vùng xuất khẩu đã được cải thiện một cách đáng kể. Thưa quý vị, là hiện nay diện tích và sản lượng cam sành đang tăng mạnh ở khu vực miền Tây và đặc biệt là diện tích của Vĩnh Long là 18.000 ha với sản lượng là 900.000 tấn mỗi năm, trong khi sức mua yếu dẫn đến tình trạng là cung vượt cầu. Nguyên nhân giá cam sụt giảm được xác định là do thị trường tiêu thụ ít trong khi diện tích trồng cam ngày càng mở rộng. Những năm gần đây, diện tích trồng cam sành ở Vĩnh Long tăng mạnh do lợi nhuận thấp, có lúc giá từ 13 đến 18.000 đồng một kg. Nếu sản xuất giải vụ quanh năm sẽ cung cấp khoảng 3.000 tấn cam mỗi ngày, rất khó tiêu thụ do sản lượng cam vào chính vụ rất nhiều lại chỉ tiêu thụ nội địa. Khi ế ẩm, người dân phải mang ra chợ bán lề đường từ 4 đến 7.000 đồng một kg nhưng sức mua không cao. Theo các thương lái, từ nay cho tới cuối năm, giá cam sành khó có thể cải thiện bởi thị trường các tỉnh phía Bắc đang bước vào mùa lạnh, nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh. Các tiểu thương cho biết là họ cũng chỉ mua đi bán lại cầm chừng. Trái với mục tiêu đề ra từ đầu năm, xuất khẩu viên nén năm 2023 dự báo chỉ đạt khoảng 650 triệu đô la Mỹ, giảm tới 30% so với mục tiêu đầu năm. Trong 11 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu viên nén đạt 597 triệu đô la Mỹ, dự kiến cả năm 2023 tổng kim ngạch xuất khẩu viên nén chỉ đạt 660 đến 665 triệu đô la Mỹ, giảm 16% so với năm 2022. Như vậy, mục tiêu xuất khẩu viên nén đạt kim ngạch 1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023 mà Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam V4S đề ra từ đầu năm sẽ khó có thể trở thành hiện thực. Mặc dù vậy thì các doanh nghiệp vẫn tin tưởng ngành viên nén vẫn có cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Trước đây khi mà giá cá lóc được giá khiến cho bà con mở rộng vùng nuôi để tăng sản lượng, đỉnh điểm giá cá lóc ở Trà Vinh đã có lúc lên tới là 55.000 đồng một kg. Thời điểm này giá cá lóc đang tụt giảm sâu, có nơi chỉ có khoảng 28.000 đến 33.000 đồng một kg. Hiện nay, sản lượng cá lóc tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh tăng nhiều khiến cho giá bán giảm mạnh. Tuy có những cơ sở mua cá lóc sản xuất khô làm mắm nhưng vẫn không thể giải quyết được lượng cá lóc lớn trong dân. Trước vụ nuôi do giá cá lóc ổn định đến đầu năm 2023 nên các hộ dân ở trên địa bàn liên tục mở rộng diện tích nuôi tự phát. Từ đó, sản lượng cá tăng ồ ạt, trong khi tiêu dùng thì thắt chặt chi tiêu do kinh tế khó khăn. Trong khi loại thủy sản này hiện chủ yếu chỉ tiêu thụ nội địa khiến cho cung vượt cầu kéo giá cả xuống thấp.